À, mọi người, mình đã quay trở lại đây. Hôm nay mình có một quyển sổ ở đây. Mình đã ghi nội dung mà mình định trò chuyện với mọi người ngày hôm nay. Hôm nay trong chiếc vlog này, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách thức hoạt động của bài Tarot. Đây chính là câu hỏi mình nhận được nhiều nhất trong quá trình mình đi xem bài, cũng như là mình nghĩ là mọi người sẽ thắc mắc. Không ai hỏi mình thực sự cả, có một vài người. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người sẽ thích thì là mình làm chiếc vlog để giải thích về việc là bộ bài Tarot nó hoạt động như thế nào, các câu trả lời đã đến từ đâu. Bây giờ hãy cùng đi xem intro và đến với chiếc vlog ngày hôm nay. Ok, thì điều đầu tiên mình cần phải nói với mọi người đấy chính là cái cách thức hoạt động của bài Tarot ấy, nó thực sự dựa vào những gì mà mọi người tin tưởng. Mỗi người sẽ có một cái niềm tin khác nhau. Một số người thì tin là ấy, ở bên trong mỗi bộ bài có một linh hồn kỳ diệu. Linh hồn đấy sẽ dắt cậu thông qua tất cả các cái gọi là dấu hiệu và tìm cho cậu một câu trả lời phù hợp. Một số người khác thì lại cho rằng Tarot là dựa vào tâm lý để khai thác sâu hơn về con người và từ đó thì nhìn ra được những khía cạnh ẩn khuất trong con người của họ. Một số người khác lại tin là Tarot nó chỉ là một cái công cụ thôi và thông qua cái công cụ đấy thì chúng ta có thể tìm được những câu trả lời. Nó hoàn toàn là phụ thuộc vào những cái gì mà cậu nghĩ. Cậu nghĩ thế nào cũng được, thế nào cũng đúng, mình không có phán xét hay là gì cả. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu và tổng hợp thì mình thấy là trên thực tế có hai cách thức vận hành Tarot. Cách thứ nhất, trường phái thứ nhất, đó là ma thuật, phép thuật. Một số người tin là có cái linh hồn ở trong cái bộ bài đấy và cái linh hồn đấy sẽ mang đến phép thuật và những điều kỳ diệu trong cuộc sống này để làm cho Tarot có thể đưa ra được câu trả lời cho cái người hỏi. Một số người khác thì lại đưa ra cái trường phái thứ hai. Trường phái thứ hai chính là trường phái tâm lý. Theo đó thì họ nhấn mạnh vào những cái hình ảnh biểu tượng ở trên những cái lá bài để tìm ra con người thực sự hay là câu trả lời thực sự ở bên trong mình. Trên thực tế ấy, thì ở bên trong mỗi một lá bài thì sẽ là một cái câu chuyện. Chúng ta có 78 lá bài sẽ tương ứng với 78 câu chuyện. Trong đó thì được chia làm hai bộ ẩn, giống như ở cái vlog lần trước về cấu trúc mình đã nói. Bộ ẩn chính gồm có 22 lá. Bộ ẩn chính chính là câu chuyện về một cuộc đời của một con người từ lúc được sinh ra cho đến khi mà họ sẵn sàng bước vào cuộc đời của mình, hay còn được gọi là hành trình của chàng khờ. Câu chuyện về hành trình của chàng khờ sẽ là nội dung của chiếc vlog tiếp theo tuần sau, bài học tiếp theo của chúng ta. Hôm nay thì chúng mình sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động thôi. Bên cạnh đó thì 56 lá còn lại ở bộ ẩn phụ chính là những cái sự kiện, những cái câu chuyện nổi bật trong cái cuộc sống của con người sau khi mà họ đã đi vào trong cuộc đời đấy. Thì cái mà Tarot làm ấy, nó tìm cái điểm tương đồng giữa những cái câu chuyện ở bên trong lá bài cũng như là những cái câu chuyện ở bên trong cuộc sống của mình. Bởi vì thật ra cuộc sống của con người cũng chỉ là những cái câu chuyện thôi mà, nó cũng chỉ là những cái câu chuyện thôi đúng không? Thế thì cuộc sống của anh giống ai à? Câu chuyện của ai giống câu chuyện của ai à? Không, không phải như vậy đâu. Có nhiều cách lý giải khác nhau. Thế nhưng mà bởi vì mình nghiêng về cái hướng tâm lý hơn, thế nên hôm nay mình sẽ đưa cho mọi người cái lý giải liên quan đến tính tâm lý nhiều hơn. Trên thực tế thì Tarot và tâm lý có một mối liên hệ vô cùng là chặt chẽ. Cái điều này thì nó không phải chỉ được những cái người xem bài Tarot thừa nhận đâu, mà ngay cả một số những nhà tâm lý học họ cũng thừa nhận nữa. Mình nói vu vơ thế thì nó hơi chung chung đúng không? Thế nhưng mà bởi vì đây không phải là chiếc vlog đi sâu về Tarot và tâm lý, thế nên là mình sẽ chỉ đưa ra những cái kiến thức nó gọi là phổ quát nhất cho mọi người thôi. Thì cái mối liên hệ của Tarot và tâm lý nó như thế nào? Thực tế thì những cái người sử dụng bài Tarot chuyên nghiệp ấy, họ cũng không coi Tarot giống hẳn là một công cụ bói toán đâu, mà nó là một cái công cụ chứa đầy những cái hình ảnh biểu tượng. Và những cái hình ảnh biểu tượng này thì nó sẽ dẫn dắt con người đi đến những cái câu trả lời. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh biểu tượng khắp mọi nơi trong cuộc sống luôn. Những cái hình vẽ nguệch ngoạc ở trên giấy này, trong những cái giấc mơ này, hay thậm chí là cả những cái nét chữ viết của chúng ta nữa. Và não con người thì cực kỳ là nhạy cảm với những cái hình ảnh biểu tượng này. Chỉ cần nhìn một cái hình thôi, chúng ta đã có thể sáng tạo được ra rất là nhiều thứ thú vị rồi. Và nó cũng có thể nói lên rất là nhiều điều về tính cách cũng như là con người của mỗi chúng ta rồi. Chính nhờ vậy mà thông qua những cái hình biểu tượng có thể đi sâu hơn vào cái thế giới nội tâm của mỗi con người. Thế nhưng mà ấy, những cái hình ảnh biểu tượng như giấc mơ hay là hình vẽ, nó là những cái rất là hỗn độn. Tarot thì nó lại là một cái tập hợp có sự sắp xếp và nó có một cái dựng thì đấy nó rõ ràng hơn. Mọi người nếu mà không biết ý, thì mình có thể liên tưởng Tarot với một cái trắc nghiệm ở bên tâm lý gọi là Rorschach. Rorschach là cái trắc nghiệm mà gọi là vết mực loang ấy. Theo cái trắc nghiệm này thì đối tượng sẽ được nhìn vào cái hình ảnh của cái vết mực đấy, và theo đó thì họ sẽ có những cái mô tả
Và dựa vào những cái mô tả này thì bác sĩ tâm lý hay là nhà trị liệu có thể hiểu rõ hơn về cái đối tượng mà mình đang chữa trị. Cái phương pháp này thì nó thường được sử dụng cho những cái người mà họ có rối loạn về nhân cách hoặc là tâm lý mà họ không cảm thấy sẵn sàng để chia sẻ những cái câu chuyện của mình ra bên ngoài. Tarot cũng có một phần nào đấy giống Rorschach thôi, bởi vì là đôi khi ấy, con người không dám nói những cái điều không dám nói hoặc không thể nói hoặc là không biết để nói như thế nào ấy. Thế nên là thông qua một cái hệ thống biểu tượng của Tarot ấy, một cách sắp xếp và rõ ràng ấy, thì mình có thể nhìn thấy rõ được cái định hướng của cái cuộc sống của mình hơn, mình có thể nhìn thấy được cái tâm trí, cái hình mẫu trong tâm trí, trong cái tâm lý của bản thân mình hơn. Theo nhà tâm lý học Carl Jung thì bên cạnh cái mối quan hệ nhân quả giữa con người với con người thì còn có một thứ nữa chi phối con người, cái đấy gọi là đồng phương tương tính. Cái này giải thích được cái sự ngẫu nhiên trong cuộc sống. Cậu luôn nghĩ những cái ngẫu nhiên xảy ra nó chỉ là ngẫu nhiên thôi đúng không? Nhưng mà thực sự thì nó lại không phải vậy. Những cái mà mình hay nói là dấu hiệu của vũ trụ ấy, thật ra nó lại có một cái nguyên tắc và có một cái lý giải nào đấy. Ở đây thì mình không đi sâu vào trong cái nguyên tắc này, mà mình chỉ muốn dùng cái luận điểm của các Jung để lý giải về cách hoạt động của Tarot thôi. Thì theo như các Jung ấy, thì giống như là sử dụng xác suất để đưa ra một cái kết quả dựa trên những cái dữ liệu có sẵn ấy, thì Tarot ấy nó giống như kiểu là dựa trên những cái mà mình biết về hiện tại và quá khứ để đưa ra được một cái dự đoán ở trong tương lai. Tarot không phải là một hình thức tiên tri bói toán chỉ mặt điểm tay, mà nó chỉ đưa ra những cái gọi là những cái định hướng thôi, những cái định hướng sơ qua về sự việc đấy có thể xảy ra như thế nào trong tương lai thôi. Theo đó nữa ấy, thì các Jung tin rằng tính đồng bộ chính là mấu chốt của việc xem bói bài. Bằng cách sắp đặt một cái hệ thống những cái lá bài phức tạp và những cái câu chuyện phức tạp thì chúng ta sẽ tìm được cái sự đồng bộ giữa Tarot với cuộc sống của con người. Từ đó thì nhờ cái sự đồng bộ này thì chúng ta mới có thể gọi là có được một cái tầm tiên tri nào đấy nó giúp cho chúng ta nhìn thấy cái tương lai của chính mình. Để lý giải về luận điểm của các Jung thì mình sẽ đưa ra ba ý. Cái này thì mình đã tìm tổng hợp dựa trên những cái kiến thức mà mình có tìm hiểu được cũng như là một vài những cái sách báo mà mình có đọc qua. Thì luận điểm của ông ấy thứ nhất đó chính là con người là một chỉnh thể gồm có hai phần, được cấu tạo từ hai phần. Thứ nhất gọi là vô thức cá nhân. Vô thức cá nhân là tất cả những cái mà nó đến từ bên trong cái tôi của cậu, nó tạo ra bởi cái tôi và cái siêu tôi, gọi là cái bản ngã của chính mình. Tự mình sinh ra mình đã có những cái nhận thức, những cái như thế. Thứ hai gọi là vô thức cộng đồng. Vô thức cộng đồng chính là tất cả những cái nó đến từ bên ngoài, ví dụ như là những lời bố mẹ nói này, truyền thống này, văn hóa, lịch sử đất nước, rồi các thứ vân vân mây mây. Và khi mà hai cái này hòa trộn vào nhau ấy, nó sẽ ra một cái gọi là ý thức thực tại. Thì ở trong đó ấy, thì Tarot sẽ được xếp vào trong Tarot và tất cả các cái hình thức bói toán hay là những cái thứ huyền bí khác sẽ được xếp vào trong vô thức cộng đồng, bởi vì nó là những cái được đến từ bên ngoài chứ nó không được tạo ra từ bên trong của mỗi con người. Cái quá trình để chuyển đổi từ giữa hai cái vô thức này thành cái ý thức thực tại ấy, nó là một cái quá trình rất là dài và nó cũng đi qua những cái bước khác nhau, rất nhiều những cái hình ảnh liên tưởng và tưởng tượng. Nó giống như kiểu là một cái quá trình để hòa lẫn giữa hai cái ý niệm khác nhau để tạo ra được cái ý thức của con người thời điểm hiện tại. Chúng ta luôn nghĩ là chúng ta là một phần hoàn chỉnh, nhưng mà thực ra bên trong chúng ta lại là một gọi là một mớ hỗn độn ấy, giữa những cái mà chúng ta tự tạo ra và những cái mà xã hội mang vào trong chúng ta, và chúng ta cần phải điều hòa, điều chỉnh nó để đi ra được cái ý thức hiện tại mà chúng ta đang có ở trong đầu. Cái quá trình này ấy, nó cũng giống như là cái hành trình của chàng khờ, nó cần phải trải qua những cái giai đoạn khác nhau. Và cái hành trình của chàng khờ mà mình sẽ nói trong vlog tiếp theo chính là cái mà đã chia ra những cái giai đoạn trong cuộc sống của con người. Thì theo các Jung ấy, thì những cái giai đoạn biến đổi, những cái hình mẫu của con người ấy, nó được chia ra và được đại diện bởi một lá bài hoặc là một nhóm các lá bài khác nhau. Thì mình sẽ đi đến cái luận điểm thứ hai của các Jung. Luận điểm thứ hai của các Jung ấy, đấy chính là con người thì gọi là có 5 cái nguyên mẫu, 5 cái giai đoạn biến đổi. Thứ nhất đó chính là the persona. The persona chính là cái mặt mà chúng ta thể hiện ra với mọi người, cái phần tốt đẹp nhất mà chúng ta muốn cho mọi người nhìn thấy, cái mà mình muốn cho mắt mọi người cảm nhận mình như thế. Thì the persona sẽ được đại diện bởi the magician, vị pháp sư rất là mạnh mẽ và lúc nào trông cũng rất là ok, rất là fine, rất là giỏi ấy. Đấy, đó chính là cái phần mà mình muốn mọi người nhìn thấy mình là người tốt đẹp nhất, ổn nhất, đẹp đẽ nhất. Tiếp theo đó chính là the shadow. The shadow chính là cái bóng, cái phần tối, cái góc khuất bên trong mỗi con người. Một số người thì sẽ lơ nó luôn đi, không bao giờ muốn nó được xuất hiện cả. The shadow thì thường sẽ được đại diện bởi the devil hoặc là the dead. Nó sẽ là cái phần mà bọn mình muốn giấu nó đi nhất, và cái góc tối trong tâm hồn mà bọn mình không dám đối mặt với nó nhất.
Tiếp đó nữa là The Anima và The Animus. Các Jung tin rằng ấy, ở bên trong mỗi một con người thì nó có cả tính nam lẫn tính nữ. Và hai cái tính nam và tính nữ này ấy, nó mới tạo nên được cái con người thực sự của chúng ta. Thì The Anima chính là tính nữ. Tính nữ là những cái nét kiểu yểu điệu, dịu dàng, những cái tình huống xử lý khéo léo ấy. Ngay cả một chàng trai mạnh mẽ nhất cũng sẽ có tính nữ ở bên trong con người. Tính nữ sẽ được đại diện bởi những cái lá bài như là Empress này, High Priestess này, The Star này, The Strength này, đấy vân vân. Và The Animus chính là tính nam thì sẽ được thể hiện bằng những cái lá bài như là The Emperor này, The Hierophant này, The Hermit này, vân vân tiếp. Thì nhờ có hai cái tính này mà mình mới có thể cân bằng được cái con người bên trong mình. Và cuối cùng chính là The Self. Hơi khó để giải thích cụ thể The Self là cái gì. Thế nhưng mà theo các Jung ý thì con người lúc mà mới được sinh ra, lúc mà chúng ta còn bé tẹo ấy, chúng ta là một chỉnh thể hoàn hảo. Chúng ta đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng mà theo quá trình lớn lên ấy, khi mà gặp các sự kiện ấy, chúng ta bắt đầu bị vỡ vụn ra, bị tan thành từng mảnh của hành trình trong cuộc sống ấy, cuộc hành trình của chàng khờ ấy. Chính là cái cuộc hành trình để nhặt từng cái mảnh vỡ trong cuộc sống lại để trở thành một cái cá thể hoàn chỉnh. Thì The Self có thể hiểu là con người hoàn chỉnh của mỗi người. Mình nghĩ đấy là cách giải thích mà dễ hiểu nhất. Thì The Self sẽ được đại diện bởi lá The Fool và The World, mở đầu cũng như là kết thúc của cuộc hành trình này. Cuối cùng thì chính là luận điểm của các Jung về việc là tại sao lại có cái sự tiên tri và cái sự tiên tri đấy là như thế nào. Thì theo như các Jung ấy, cái dựa trên năm cái nguyên mẫu gì kìa và dựa trên cái vô thức cá nhân và vô thức cộng đồng ấy, thì nó mất rất nhiều thời gian để có thể có cái sự biến đổi. Với sự biến đổi đấy nó không phải là một đường thẳng mà nó sẽ là tùy vào cái việc là cái nguyên mẫu nào nó ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn trong cái thời điểm nào, nó sẽ có những cái sự tác động để điều chỉnh cái ý thức thực tại của con người, của chính mình. Và thật ra ấy, cái tiên tri ấy, hay là cái mà Tarot nó hướng đến ấy, đấy là cái sự hợp nhất, hài hòa nhất có thể của vô thức cá nhân và vô thức cộng đồng. Cái mà chúng ta đi xem ấy, cái mà chúng ta tiên tri ấy, chính là để đến gần hơn với cái The Self, đến cái tổng thể hoàn chỉnh và đến gần hơn với cái tiên tri. Cái tiên tri nó sẽ giống như là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái vô thức cá nhân và vô thức cộng đồng để tạo ra được cái gọi là cái phù hợp nhất. Và nếu cậu đi xem Tarot ấy, và cậu nhận được lời khuyên hay cậu nhận được một cái hướng đi ấy, thì những cái mà cậu nhận được sẽ chỉ là cái thích hợp nhất có thể, cái phù hợp nhất với những cái gì mà cậu cần làm để hài hòa giữa cái vô thức cá nhân và vô thức cộng đồng của cậu. Và khi một cá nhân có thể làm thỏa mãn được cả vô thức cá nhân lẫn vô thức cộng đồng của họ thì họ sẽ tìm được cái sự hạnh phúc ở bên trong cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao mà đi xem Tarot thì nghe lời ha. Thế nhưng mà loài người thì hơi ngốc nghếch mọi người ạ. Loài người khá là ngốc nghếch, nên là dựa trên những kinh nghiệm đi xem Tarot cũng phải khoảng 3 năm của mình rồi, thì mình thấy là mọi người không chịu học đâu, mọi người không chịu nghe đâu. Thực sự ý, kiểu mọi người cứ đi hỏi thôi ý. Nhưng mà cuối cùng thì mọi người vẫn cứ làm theo cái mình mong muốn. Thế nên là xem Tarot thì cũng chỉ là một cái hình thức để tham khảo thôi. Mọi cái quyết định là vẫn nằm ở trong tay cậu. Bởi vì Tarot nó không phải là chỉ mặt điểm tên mà, như mình đã nói đấy. Có đến tận 2000 loại bói khác nhau. Mỗi loại bói thì nó sẽ có một cái phong cách khác nhau ấy. Tarot không phải chỉ mặt điểm tên, nói là sẽ có cái này thì sẽ có cái này, mà nó là một tập hợp của những cái sự lựa chọn. Cuộc sống tràn ngập những cái sự lựa chọn thôi. Cậu đưa ra những cái sự lựa chọn tốt đẹp thì cậu sẽ có được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cậu đưa ra những sự lựa chọn ngốc nghếch thì cậu sẽ có những cái kết quả ngốc nghếch. Thế nên là hãy xem Tarot như là một cái hình thức để tham khảo và đưa ra cái sự lựa chọn tốt nhất có thể để mang lại những cái kết quả tốt nhất có thể cho cậu. Nếu mà cậu đi xem Tarot ý, và các bạn Tarot reader gợi ý cho cậu xem về tương lai ý, thì theo mình, theo quan điểm cá nhân của mình thì nó không phải là một điều hay. Tương lai hoàn toàn là bất biến và cậu nên cố gắng để biết, cậu nên cố gắng để biết về hiện tại thôi chứ còn nếu cậu biết về hiện tại và có thể sửa được hiện tại thì tương lai cậu sẽ trở nên tốt đẹp. Đó chính là cái mà mình cũng hướng đến cho mọi người trong quá trình xem Tarot với mình. Nhưng mà lại một lần nữa thì mọi thứ nó dựa trên quan điểm của mỗi người và dựa vào mọi người như thế nào thì mình cũng không có quyền để phán xét cả. Thế nên là mình mong là mọi người sẽ chọn được con đường phù hợp với mình. Và mình hy vọng là mọi người đã có câu trả lời cho câu hỏi Tarot được hoạt động như thế nào, câu trả lời đến từ đâu. Nếu mà video này nó hơi khó hiểu thì hãy tua lại một lần nữa. Mình nghĩ là xem đến lần thứ hai mọi người sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn. Bởi vì lúc mà mình viết cái tài liệu này thì mình cũng cảm thấy là nó cũng sẽ hơi khó hiểu một chút. Thế nhưng mà hy vọng là những kiến thức này đã làm cho mọi người cảm thấy vui. Và xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo của chúng ta. Bye bye!